Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Quang Trường. Hôm nay sẽ tiếp tục lên thực bác một line nồi cơm. Hôm nay thì rất là nhiều nồi đẹp và một số mã thì sẽ có một cái giá cực kỳ là hấp dẫn. Muốn sử dụng được tất cả những cái thiết bị nội địa Nhật, ví dụ như nồi cơm này các bác nhé. Đây, tất cả nồi em bán đây đều là nồi cao tần và một số mã cao tần có áp suất. Thì muốn sử dụng được những chiếc nồi cơm này, các bác phải sử dụng qua một cái bếp áp đổi nguồn này, chuyển từ điện 220V về 110V. Thì bên em đang có cái mẫu này. Đây là cái mẫu tròn với công suất của nó là 2kVA. 2kVA thì các bác sử dụng nồi 1 lít này, 1 lít 8 thoải mái nhé. Thì 2kVA của biến áp thì nó sẽ ra khoảng tầm gần 1700W. Đó, nồi cơm thì trung bình nó cao nhất nó khoảng tầm 1400. 1400 khi mà lấu nó lên nó khoảng tầm đến 1500. Đấy, 1500 hoặc 1580W. Đấy. Đấy là đối với những cái nồi 1 lít 8 các bác nhé. Đấy là khi bọn em test thì bọn em sẽ đo được cái dòng như thế. Đấy, các bác lưu ý. Tay biến áp này thì giá nó là 550.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Đấy, trọng lượng nó rất là nặng. Thì thường thường một biến áp này thì em sẽ phải đóng riêng đối với một cái nồi này nhé. Toàn bộ là đóng riêng hết. Đầu tiên này. Đây em lên cho các bác một con nồi các bác thấy ạ. Trông nó rất là đặc biệt. Đó. Đặc biệt ở chỗ là chiếc này nó là dòng nồi chuyên về linh hầm. Đấy, rất là nhiều các chức năng. Và cái thứ hai nữa là con này thì nó có khả năng là nấu được cơm này hay là nấu gạo lứt này, cái hai nữa là làm bánh đó. Đấy, thì cái này thì em nói thật, cái này nó là bị thiếu đồ này. Đấy, nó chỉ có thiếu một cái hốc nước là sau này là cái này là khi mà để đựng nước thôi, thế thôi, còn nó lại chức năng hoạt động bình thường nhé. Đấy, con này thì sẽ là giá cực hợp lý, con này hòm vố lắm. Đây các bạn này, dòng này nó là áp suất điện tử này, các bác sẽ thấy nó có rất là nhiều cái van áp suất ở đây này. Đấy, 1 này, 2, 3 này. Và cái phần vung của nó này. Đó. Đây là của hãng Joji nhá. Phần vung mình sẽ mở ra này. Đấy, một lớp vung này. Đằng sau nữa nhá. Thì cái này thì vệ sinh cũng rất là dễ. Đây. Gioăng của nó như mới tinh luôn. Đó, con này em test rồi nhá. Đấy, bao xì hơi cho các bác. Đấy, một cái lồi cực kỳ hàm hố luôn ạ. Đây em sẽ để xuống em đóng cho nó dễ này, cầm rất là nặng quá. Đây mình sẽ đóng từ sau này. Đấy, tất cả nó vào lẫy hết. Đấy, rất là dày đúng không ạ? Một cái bộ vung này rất là dày. Và nó sử dụng một cái dây nam châm này, dây là 15A. Sử dụng điện 100V các bác nhé. Lưu ý chiếc này của dòng Zorioc. Sử dụng điện 100V. Thì con này nếu nó có một cái menu nó khoảng tầm 100 chế các mẫu chế biến các món ăn. Đó. Cái này là inox đúc nguyên khối luôn này. Nồi từ nhá. Rất là đẹp. Dung tích của nó khoảng tầm 1 lít rưỡi. Đây các bác sẽ vào chế độ chọn này. Đó, linh hầm nấu và các bác có thể điều chỉnh phần nhiệt độ này. Cái hai nữa là điều chỉnh về phần phút. Đấy. Trong con này tính năng thì nó rất là nhiều. Các bác có thể là linh xương, hầm rau củ quả này, nấu cơm. Đấy, chế độ nấu cơm của nó thì nhà sản xuất người ta cài đặt khoảng tầm 1 tiếng. Các bác có thể là do cho giảm cái thời gian đấy hoặc là có thể là tăng lên cũng được. Thì con này giá sẽ thanh lý cho các bác nha. Giá là con này là sẽ là 2,5 triệu này, loại số 1 2,5 triệu. Bình thường như đợt trước con này em bán nó là 3,4 triệu. Đấy, con này thì để cho các bác là 2,5 triệu. Mọi tính năng hoạt động nặng quá. Con này mọi chức năng hoạt động rất là tốt nha. Rồi tiếp tục sẽ là lên mã thứ hai cho các bác. Đây là một chiếc nồi 0.54 lít của Tiger. Đấy, Tiger nó sử dụng dây nam châm. Xoang cũng rất là dày và đẹp này các bạn này. Đó. Con này là cao tần nha. Nồi cao tần 0.54 lít. Đấy, giòn đẹp luôn. Đấy, con này như mới. Và cái dòng này thì nó là vỏ nhựa đúc nguyên khối này. Sản xuất năm 2016 nhá. Đây, đã vào chế độ nấu đây. Đó, đã vào chế độ nấu nhá.
Con này nó là tay Tiger Tacoup nhá, Tiger Tacoup này. Đây phần nắp hơi đây. Lửa led này sẽ phù hợp cho khoảng tầm gia đình 2 người ăn. Đấy, rất ok. Đấy, cái dây nam châm các bác nhìn này, rút là rất là chắc này. Đó. Mạnh tay nó mới ra được. Dòng Tiger lửa led hầu như 100% đều thiết kế là dây nam châm. Rồi. Chiếc này mã số 2 nhá. Mã số 2 để cho bác một cái giá gọi thành lý luôn, 650. Tiếp tục mã số 3 này. Mã số 3 thì chiếc này cũng thanh lý cho các bác đây. Hôm nay một line thì khá là nhiều con lồi thanh lý giá cực rẻ luôn. Đấy, thì nói chung là con này thì ngoại hình cũng không quá méo gì. Đó. Xoang con này thì có chấm nhá. Em nói luôn xoang con này nó có khoảng 2-3 chấm, rất là nhỏ thôi. Đấy. Đấy, cao tần hút chân không này, cao tần áp suất hút chân không này. Đây. Doang đẹp. Ngoại hình xung quanh con này có một vài vết nứt xử lý rồi. Và đây, hút chân không đây. Đó. Này sản xuất là bao nhiêu đây? 2017 nhá. 2017. Khả năng sẽ còn chức năng cơm cháy đây. Đúng rồi. Còn cơm cháy 70 phút nhá. Rồi. Con này em vẫn bao chín cơm cho các bác. Thì con này giá thanh lý này, thanh lý rẻ luôn. Đây là mã số 3 nhá. Mã số 3 giá 1,5 triệu. Rồi ok, tiếp tục sẽ lên cho các bác. Hôm nay chỉ có lồi 1 lít thôi các bác nhé. Hôm nay lồi 1 lít thôi. Đây. Con này là con Panasonic. Rồi. Con này nó có mã là 104. 104 này thì nó sẽ sản xuất năm 2014 nhé. Thì cái dòng này nó là áp suất 2B. Rồi, màn hình LED nhé. Cắm vào cái này nó sẽ gửi có một cái lời chào hiện trên màn hình. Đây. Áp suất 2B này. Đó, con này rất là VIP. Panasonic, đó, lỗ 200 độ C. Áp suất 2B. Và cái dòng áp suất 2B thì nó sẽ thường là ở mã là 103 và 104, là sản xuất 25, 2013 và 2014 đấy nhá. Còn các năm về sau thì nó sẽ là áp suất điện tử. Rồi, con này xoang cũng rất là đẹp này các bác này. Có một vài vết xước cổ mùi, không đáng kể. Đó. Nói chung con này rất là ok nhá. Em sẽ xem một số các chế độ của nó. Có lỗ cơm cháy này. Đó. Cài đặt giờ, con này rất là nhiều cái chức năng. Thì con này là mã số 4 nhá. Mã số 4 này. Mã số 4. Con này thì ngoại hình cũng rất khá là đẹp các bạn. Thì cũng một cái giá gọi là thanh lý cho các bác. Thì thường thường những con này ấy, mà nếu mà nó đẹp xuất sắc ấy, thì chắc chắn là cái giá của nó là thấp nhất nó phải từ tầm 3,3 triệu trở lên. Đó, thì con này em sẽ để cho các bác 2,850 nhá. 2,850,000. Một con nồi rất là đẹp luôn. Đã, em bấm nối cho các bác xem. Rồi, ok. Đó, vẫn bao chín cơm, bao xì hơi cho các bác mà. Đó. Con này có chế độ Eco này. Eco là vi tiết kiệm điện này. Có kết nối điện thoại này. Rồi giá 2,850, mã số 4. Ui, nó nặng lắm. Con này nó là FPS 104. Mã số 5 nhé. Mã số 5 là một chiếc lồi Zoriosi. Đấy, cao tần áp suất, dòng này hay gọi là mai rùa đấy. Đây các bạn nhìn này, ngoại hình con này đẹp xuất sắc luôn. Và con này sản xuất năm 2019 nhé. 2019. 2019 thì nói chung là xoang gioăng của nó thì đẹp rồi. Đấy, rất là chất lượng luôn. Áp suất bi này. Cao tần áp suất của dòng Zoriosi, hay là dòng này hay gọi là dòng lồi con voi đấy. Đó, xoang cũng rất là đẹp nhá. Dòng xoang đẹp. Bao chi cơm, bao xì hơi cho các bác. Ok. Mọi chức năng hoạt động tốt.
Và cái dòng mai rùa các bác sẽ để ý là cái phím, toàn bộ cái phím này của nó là phím ngang, màn hình rộng và các chức năng làm trong màn hình rồi. Khi các bác nhấn menu Windows thì cái chức năng trong màn hình nó sẽ nhấp nháy đến đó. Đó. Đầy đủ rất nhiều các chế độ lấu. Và mã số 5 này em bán giá 1.900.000 nha. Lên cho các bác một chiếc Palacoc đây. Rất là nặng và dòng này nó cũng xếp vào dòng VIP Panasonic cấp lớp vỏ. Đây. Mặt rất là đẹp, không có chảy xước gì nhé. Ngoại hình vỏ nhựa đúc nguyên khối. Cấp lớp buồm. Và những cái dòng này nó sẽ cao cấp hơn một chút là những cái dòng này ấy, thường thường nó nấu cơm cũng rất là ngon các bạn. Đấy, và cái thứ hai nữa là nó có thêm một cái cấp lớp buồm đây. Đó. Đây lòng xoong đẹp nhá. Còn nói chung là các dòng nồi này là nồi bãi đã qua sử dụng. Thì tất nhiên về cái việc là nó sẽ không tránh khỏi như có những cái vết xước của muôi. Đó, vết rất là mờ thôi, nếu không phải là bong chóc chung dính đâu nhé. Con nào mà có bong chóc thì em sẽ nói luôn cho các bác luôn đấy. Đây đã vào chế độ nấu này, 56 phút nhé. Ủ cơm này. Đó, còn nút trên cùng là chế độ vệ sinh nồi. Panasonic cao tần cấp lớp bưởng. Mã số 6 giá 2 triệu. Lặng, dòng nồi rất là lặng. Mã số 7 lên cho các bác một chiếc nồi Zojiroshi cao tần dung tích 1 lít. Rồi, xoong của nó cũng rất là đẹp đây các bạn. Đó. Cũng có một vài vết xước của muôi, không đáng kể đâu các bạn. Còn đâu là những nồi này là không có bong chóc trông dính gì nhá. Đấy, Zoji mà được những cái xoong như này rất là đạt. Em nhìn con này chắc là nó sẽ là đời cao rồi. Đó, kiểu dáng đời cao. Ồ, sản xuất năm 2021 này các bạn này. Đó, 2021 nhé. 2021 rất là mới. Chung là rất là mới đối với con này. Rồi, chiếc này sẽ để cho các bác bao nhiêu đây? Xem nào. Đó, lòng xoong cũng tương đối là đẹp. Doang xanh giòn luôn. À, chiếc này là mã số 7 này. Mã số 7 này, 950.000 nhá. Để cho bác một cái giá rất hợp lý. Zoridoxy cao tần dung tích 1 lít sản xuất năm 2021 sẽ để cho bác giá 950.000. Tất cả giá nồi sẽ theo độ đẹp các bác nhá. Tất cả giá sẽ theo độ đẹp. Đó, nồi đẹp thì tất nhiên là giá nó sẽ cao. Còn nói chung là nó tương đối khoảng tầm 90% thì nó sẽ là cái giá khác. Mà 95 cho đến 98% thì giá nó sẽ lại khác. Rồi, một chiếc lồi Tiger Ta Cúc này. Đó, con này được mạ chung dính hai mặt luôn, rất là đẹp luôn nhá. Doang xuất sắc. Chiếc này sản xuất năm 2017 các bạn. 2017 thì em nghĩ nó sẽ còn giữ lại được chế độ cơm cháy, xoang đẹp. Xoang đẹp nhá. Một chiếc lồi cao tần. Xem nào. Nấu gạo ga ba này, gạo lứt này. Con này còn chế độ cơm cháy này, gạo trắng cơm cháy này. Rồi ok vào chế độ nấu luôn. À, bắt đầu từ 2018 cả như Tô này cũng như là Tiger này hay là các dòng VIP cũng vậy, là đều bỏ chức năng cơm cháy hết rồi. Đấy, nhiều bác mà muốn một chiếc lồi dạng như ở Absorb IP đời cao mà cơm cháy thì chắc chắn là không còn là có. Mã này mã số 8 nha, giá 1.300.000 đồng. Lồi rất là đẹp, ngoại hình không cần móc méo gì. Đấy, xước xác cũng không có đâu. 1.300.000 các bác nhá. Con đấy là con Tiger Ta Cúc giá 1.300.000. Rồi lên cho các bác một chiếc lồi Panasonic này. Đó, dòng Pana vuông. À, sản xuất năm 2019. Đó, giòn đẹp nhá, rất là mềm luôn. Vùng inox, lòng xoong con này thì dày. Phải cảm nhận là cái dòng thòng dòng Panasonic cao tần 1 lít, những dòng tầm trung này. Thực ra bọn em sẽ phân ra những cái dòng này, nó là dòng gọi là dòng cỏ các bác nhé. Hoặc là những cái dòng Panacoc thì nó sẽ chính là dòng VIP.
thì bao giờ cái mức giá của nó sẽ chênh hơn rất là nhiều so với những cái dòng này. Đó, đây, xoàng rất là đẹp nha. Bọn này kể cả đẹp thì tất nhiên cái giá nó không ở mức tầm trung thôi, nó cũng không thể cao được. Lòng xoang đẹp, doang đẹp. Con này mã số 9, giá 1,2 triệu. Vỏ nhựa đúc nguyên khối hết. Đó, mặt đẹp. Mã số 9 này, giá 1,2 triệu. Mã số 10, lên cho các bác một chiếc lồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không. Con này thì chuẩn xác cái màu này nó là màu đỏ đô nhá, màu đỏ đô này. Con này cực kỳ là đẹp. Sản xuất 2018. Dòng tô VIP. Hàng lướt như mới. Tổng quan con này nó mới khoảng tầm 95-96%. Tiếp tục cái phần xoang gioăng, áp suất bi này. Đấy, mới tinh luôn các bác nha. Như mới tinh luôn. Xoang gân nhuyễn, đẹp tuyệt vời, không tí vết. Con này thì rất là đẹp rồi. Đó, bác nào ưng thì chốt em chiếc này nha. Lòng xoang rất là đẹp và dày. Hút chân không, rất là êm. Đó. Có lấu ở Eco 50 phút. Ủ này, kích lóng này. Nhá, mặt không có chảy xước gì. Con này màu... Nói chung là con này thì màu này rất là đẹp. Hợp với rất là nhiều các không gian nội thất này. Đấy, màu đỏ đô đẹp xuất sắc. Cái này là mã số 10 nhá. 10 này, giá 2,850,000 nhá. Đấy, các bác nhìn này. Cực kỳ là đẹp luôn. Hai triệu tám trăm năm mươi nghìn một chiếc lồi Toshiba như mới. Tiếp tục lên cho các bác một chiếc lồi Panasonic. Đó, bản này có Eco này, ngoại hình con này đẹp. Tất cả vỏ của nó vỏ bằng xung quanh này kim loại nhá, trên bằng nhựa. Đó, nhưng mà được cái con này thì nồi đẹp, cao tần áp suất, ui dồi ôi, như mới luôn. Xoàng rất là đẹp, xoàng led căng. Đây các bác nhìn này. Đó, trong có phủ kim tuyến nha. Nòng con này rất là đẹp và dày. Hai nữa là gioăng này, con này sản xuất 2015 nha. Đó, 2015 mà nó chẳng khác nào hàng mới luôn các bạn. Nhìn cái gioăng này, đẹp xuất sắc. Áp suất bi nhá, cao tần áp suất, dung tích 1 lít. Đó, đóng cho phạch luôn. Và con Panasonic này, mã của nó là 11 nhá. Mặt rất là đẹp, 10-11 này. Giá của nó là 2,2 triệu nhá. 2,2 triệu. Tiếp tục lên cho bác một chiếc Panasonic nữa. Thì chiếc này này, bản có Eco này, có kết nối điện thoại này. Đấy, rất là nhiều cái chức năng. Panasonic cao tần cốc nước bù ẩm. Đấy. Đây là cốc nước bù ẩm nhá. Đó, cốc nước bù ẩm. Nãy em đỡ tay bấm lấu. Đấy, xoang của nó, xoang đẹp tuyệt vời luôn. Xoang rất là đẹp nhá. Xoang dày. Thường thường những dòng này xoang nó của nó rất là dày luôn đấy. Đó, xoang đẹp này. Panasonic. Đã vào chế độ lấu này. Con này mã số 12 nhá. Đó. Vỏ ngoại hình xung quanh đẹp. Dòng Panasonic cốc nước bỏ bao giờ nó cũng có một cái viền chrome này. Đó, bác nào chốt con này thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại này nhá, 0987807038 và 0344586794. Đấy, em ở Kim Thành, Hải Dương. Thì cái chiếc này mã số 12 em bán giá 2,1 triệu nhá. 2,1 triệu đồng. Tất cả hàng ship là ship code đều có cọc. Các bác cọc tối thiểu giúp em 100,000 đến nơi các bác nhận hàng, kiểm tra, thanh toán lốt cộng phí vận chuyển. Lưu ý với tất cả các bác là như này. Nếu mà các bác cọc ấy thì các bác đến nơi các bác nhận hàng, kiểm tra, thanh toán lốt cộng phí vận chuyển. Còn bác nào chuyển khoản hết thì em sẽ bao ship. Đấy, đối với những nồi như vậy. Tiếp tục em lên cho các bác một chiếc lồi Zoyoshi. Dòng này hay gọi là dòng Zoyoshi Gu. Đó, dòng này 2 tầng áp suất. Mã này mã 13 nhé. Mã 13 này.
Con này cũng rất là đẹp, ngoại hình không cấn móp méo gì. Mà được cái là con này thì cái nắp áp suất của nó là áp suất bi, cái dòng gù này bao giờ nó là áp suất bi, bi lớn hơn rất là nhiều. Đó, nhưng được cái dòng của nó là quá là mới luôn. Cực kỳ là mới. Đây các bác để ý, đẹp từ trong ra ngoài nhá. Đây, xoang này, xoang có một vài vết xước của muôi, không đáng kể các bác. Đó, không có vết nào gọi là bong chóc chung dính đâu. Áp suất bi, lồi cao tần Juriyoshi Gu. Chiếc này mã số 13 nhá. Giá của nó là 1.350.000. Đó, bác nào ưng thì chốt chiếc này giúp em. Đấy. Các bác sẽ chốt qua Zalo nhá. Đấy, các bác gọi trực tiếp cũng được. Mã 14 các bác ơi, mã 14 nhá. 14 này. Tiếp tục một chiếc lồi Juriyoshi mai rùa cao tần áp suất. Các bác nhìn ở những cái mẫu như này thì bao giờ nó cũng là những cái chiếc lồi của Lam sản xuất gần về đây nhất. Đó. Thì chiếc này cũng sản xuất năm 2019 này. Ngoại hình đẹp. Cao tần áp suất, đây, áp suất bi. Đó, giòn thì rất là đẹp. Đó, lòng xoang đẹp nhá. Xoang Panatiru. Đó, dòng dạng nhiều xoang đen. Mã 14 em bán giá 1.900.000 nhé. Đấy, bên em thì sẽ chuyên về bếp ga, bếp từ, lùi cơm. Đấy, cũng như là lọc không khí. Đấy, và cả iRobot nữa. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp giúp em nhé. Thì vừa rồi em có về một con iRobot E5. Đấy, và em đã test ok rồi. Thì em sẽ lên cho các bác một video sau. Toàn cái con iRobot đó thì nó là hàng đấu giá. Đấy, hàng lướt. Rất là mới. Dòng E5 thì như là trước đây em cũng bán rất là nhiều rồi. Tiếp tục mã này mã 15 nhá. Mã 15 là mã cuối cùng của video ngày hôm nay. Thì đây chính là một con tô cao tần hút chân không. Đó. Ngoại hình con này vỏ nhựa đúc nguyên khối. Vỏ này thì chắc chắn đời cao rồi, sản xuất 2018. Rất là đẹp. Mặt vân caro màu trắng. Đây. Xoang con này cũng là xoang gân nhá. Và cái dòng này xoang nó dày chẳng khác nào cái dòng tô áp suất cả. Đó. Xoang đẹp. Vùng dày. Đó, giòn cũng rất là đẹp này các bác này. Tô cao tần hút chân không. Đó, đã vào chế độ lấu. Thì trong video ngày hôm nay thì em đã giới thiệu đến tất cả các bác 15 mã lùi. Thì cái mã 15 này giá của nó là 1.750.000 nhá. Thì bác nào ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987807028 và 0344586794. Em là Kim Thành Hải Dương. Đó, bác nào có nhu cầu về lồi cơm thì có thể liên hệ trực tiếp giúp em nhá. Thì tất cả những cái lồi mà em bán ra ấy thì dưới 2 triệu em bao trứng cơm trong vòng 1 tuần, cơm sống sợ em đổi. Trên 2 triệu thì em sẽ bao trứng cơm trong vòng 1 tuần và bảo hành cho bác trong vòng 1 tháng. Em đã bán 3-4 năm nay đều là như vậy. Thì bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp giúp em nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.